Dù TPD Toilet, con quái vật đầu người mắc kẹt ở trong cái bồn cầu vệ sinh, đã quá là nổi tiếng và quen thuộc với các bạn khán giả của kênh Sơn Đồ. Mình đã làm tới 3 video xem tất cả các tập của series về cái con TPD Toilet này, nhưng mới chỉ ở dạng hoạt hình 3D, còn phiên bản đầu tiên thì sao? Mình là Sơn Đồ và ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy TPD Toilet ở ngoài đời thực trông như thế nào. Ở video nguồn gốc của TPD Toilet đã đạt được hơn 4 triệu lượt xem khi mới ra mắt. Cách cái thời điểm mình quay video này là khoảng có 5 ngày mà thôi. Wow, ngay lập tức vào đầu không cần phải nói nhiều, chúng ta đã có ngay một cảnh phá hoại của TPD Toilet ở ngoài đời. Ui, cái con TPD nhẹ này, wow. Để mình xem làm gì nào. Ăn cái người nó luôn rồi. Ui, cái đầu nó cổ dài. Ui, ui, căng quá nha. Ê, đi mở cửa. Rồi, xong. Go. Ui, cái này mới này. Mình không ngờ đâu, ui. Nó có khả năng khi nó ăn thịt động vật là nó có thể biến động vật đó trở thành một TPD Toilet luôn. Cái ý tưởng này nếu mà tác giả của cái con TPD Toilet này mà có thể lấy cái này về là quá hay luôn ấy. Có thể tạo ra một chủng tộc TPD Toilet mới mà có sức mạnh không thể biết trước được luôn. Ui, loài người có thể kiểu bị tận thế nơi rồi ấy. Rồi, lên đây rồi. Rồi xong. Hả? Oh, TV. Đúng rồi, người đầu TV. Oh. Hay. Yes. Yes. Chúng ta không có biết người đầu camera đâu, nhưng chúng ta đã có người đầu TV đây rồi. Sức mạnh y chang như bản gốc luôn. Chiếu đèn thôi miên khiến cho TPD Toilet tự hủy. Ôi, mặc nó phê. Mày này, một tát. Mày xuống. Bá đạo vậy trưởng ạ. 5 ngày trước. Gì đây? Sao mày làm gì mà lâu thế? Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Hóa ra nguồn gốc của TPD Toilet theo kênh này là một thanh niên đi vệ sinh quá lâu khiến cho người ở ngoài ức chế đến độ là dìm đầu của thanh niên đó xuống cái bồn cầu. Đi vừa ngồi xong. Mình không biết rằng là anh này đã kịp xả nước chưa. Ok, hơi bốc mùi nha. Mà thì quái nào đang từ một thanh niên da trắng và tự dưng chui lên thành thanh niên da màu, lại còn có râu quai nón, trông rất là đàn ông nữa chứ, trông rất là kiểu ghi nhan chát đấy. Thôi, con chó thì sao? Ồ, người đầu TV nhớ lại về những kỷ niệm với chú chó. À. Nani? Cậu bác tăng sức mạnh cho người đầu TV quá rồi nha. Có thể biến được TPD chó TPD Toilet thành chó bình thường. Hay thật sự luôn á. Ôi, một cái giả thuyết, một cái góc nhìn hoàn toàn mới đến từ cái kênh Horror Scones này. Vâng, mình đã đọc sai tên của cái kênh này rồi. Những góc nhìn về sức mạnh mới của TPD Toilet biến đổi động vật hay là của người đầu TV có thể khiến cho một con TPD Toilet nhớ lại về nguồn gốc của mình và trở nên hối hận, rồi biến đổi lại TPD chó Toilet trở thành chó bình thường. Cái này thì bá đạo quá rồi. Một video khác cũng về TPD Toilet ở đời thực trên kênh Vision VFX. Nghe cái tên thôi là thấy uy tín rồi đúng không? Kỹ xảo điện ảnh ở trong tên kênh như này. Để xem nào. Chúng ta ngay vào đầu đã thấy có 3 con TPD đang bay rồi này. Không phải 3 mà là một đống. Ui. Ủa, cái đường xá này quen chưa? Sao trông như kiểu ở Đông Nam Á chúng ta ấy. Wow. Yeah, nó phá hoại
Cái mini máy bay à? Ảo vậy. Rồi xe tăng của loài người chiến đấu chống lại có vẻ như là một con skimini khổng lồ. Rồi la xe xử hết luôn. Ôi, quả máy bay này căng vậy. Chơi hẳn bom hạt nhân thả vào đâu skimini. Không, cái này chỉ bom thôi, tên lửa thôi, tên lửa bom hạt nhân. Nani? Ây da, chúng ta có một góc quay của một người đang chạy trốn, vừa chạy vừa cầm camera để quay video lên kênh YouTube. Rồi, cảnh nó quen đâu? Cái cảnh mà con Skibidolet đoạn cuối đấy, dí sát mặt vào màn hình. À, rất là chuẩn nha. Ê, bên này có video Skibidolet đấu với người khổng lồ đầu loa ở ngoài đời thực. Đâu, đâu, xem nào. À, binh đoàn người đầu camera này. Ok, họ đã đến rồi. Họ thấy bọn Skibidi quá là hoành hành. Oh! Đâu? Rồi, tất nhiên xong là phải múa đúng không? Oh! Chúng ta có khổng lồ đầu loa. Nào, xem nào. Vãi trưởng chơi tay súng như vậy luôn. Wow! Ây da, bột quét rồi. Cái đội này đừng có ngồi xem chứ, như chúng ta vậy, ngồi xem và vỗ tay thôi, không cần phải làm gì cả. Ô hô, bột đâm. Ô, người đầu TV. Ô, chúng ta có hé lộ về sự xuất hiện của người đầu TV ở ngoài đời thực. Được nha, được nha. Hơi tiếc một chút là nếu các bạn có theo dõi tình hình hiện tại của series Skibidolet chính chủ, chắc hẳn sẽ biết rằng là số phận hiện tại của người khổng lồ đầu loa đang như thế nào. Ở đây thì bá đạo đấy, nhưng mà trong series chính chủ thì đang hơi thọt một tí. Khổ thế như vậy. Ê, nhưng mà từ từ, mình thấy rất là tò mò là không biết là đây là ở nước nào nhỉ? Đây, Beer Tiger này. Rồi lại còn đây đấy. Kupulan Taikar Group, của cái chữ này. Ê, có vẻ như kiểu hình như đây là, theo mình đoán là đây là ở Malaysia các bạn ạ. Ồ, ghê. Nếu không phải Malaysia thì cũng là một đất nước Đông Nam Á nào đó thôi. Mình thử tưởng tượng là vào một ngày đẹp trời ở Việt Nam, có một người ở đó làm video Skibidolet ở ngoài đường phố Việt Nam thì quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Trong lúc chờ đợi đến cái ngày mà chúng ta thấy được Skibidolet ở Việt Nam, tất nhiên là trên video thôi, thì các bạn hãy bấm vào video này để cùng xem diễn biến hiện tại của series Skibidolet chính chủ nhá. Hiện giờ tình hình chiến tranh đang cực kỳ căng luôn, bởi vì có sự xuất hiện của người đầu TV với sức mạnh vô cùng bá đạo luôn. Các bạn phải bấm vào xem ngay để tận mắt chứng kiến sự bá đạo của nhân vật mới này. Mình sẽ hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.